trải qua suốt một năm qua thì có rất nhiều là khó khăn. Thì nhờ cái sự giúp đỡ và làm việc cống hiến hết mình của tất cả mọi người thì chúng ta mới có được ngày hôm nay. Thì anh cũng xin một lời cảm ơn. Cảm ơn gia đình, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn tất cả các bộ phận. Hôm nay anh rất tự hào khi mọi người có mặt đầy đủ ở đây và anh rất hãnh diện vì điều đó. Anh xin chân thành cảm ơn.